lần nữa Khang Duy có một cuộc phỏng vấn đến nữ ca sĩ mới vừa trở lại thành phố Seattle là nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Không biết là Khánh Ngọc có thể gửi lời chào đến với khán giả của Vina Showbiz. Lần đầu tiên Khánh Ngọc xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Vina Showbiz. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Thì lần này nữ ca sĩ Khánh Ngọc quay lại thành phố Seattle, không biết là dự định sẽ ở lại hát là trong bao lâu ở lại mình đất Mỹ này nè, hay là hát lại trong bao lâu? Cái kế hoạch lần này của Khánh Ngọc đi qua Mỹ biểu diễn là trong vòng 1 tháng, và Khánh Ngọc đi được 1 tuần rồi, còn 3 tuần nữa là Khánh Ngọc sẽ trở lại Việt Nam. Sao lần này Khánh Ngọc đi ít quá vậy? Thì bình thường thì Khánh Ngọc hay đi 1 tháng, lâu nhất là 1 tháng rưỡi thôi. Ôi vậy hả? Okay. Vậy là đi rồi đi hát bên Việt Nam, qua đi hát nữa. Rất là bận rộn, không biết Khánh Ngọc có bận không hả? Thì cũng rất là bận, mỗi lần mà Khánh Ngọc qua bên Mỹ khí hậu thay đổi, cho nên Khánh Ngọc hay bị bệnh lắm. Hiện thời Khánh Ngọc đang bị bệnh đây. Nhưng mà vui phải không? Nhưng mà mỗi lần mà đi hát, mỗi lần bước lên sân khấu thì khán giả cổ vũ, cho nên là quên hết cái bệnh. Có cái niềm tin. Còn mình đi xuống bệnh tiếp. Rất là vui. Vậy thì nghe có một thông tin vừa rồi đó là như Khánh Ngọc bây giờ là nữ ca sĩ không có để độc lập, không có thuộc về cái công ty hay là gì hết, thì cái đó biết có phải không ạ? Thì Khánh Ngọc vừa hết hợp đồng với công ty được 4 năm, và bây giờ thì Khánh Ngọc trở thành ca sĩ độc lập được 1 tháng rồi. Khánh Ngọc nghĩ rằng thời gian tiếp theo thì mọi thứ đều mình phải tự làm, nó không như ngày xưa là được công ty lo hết tất cả mọi thứ. Bây giờ Khánh Ngọc muốn bước đi bằng cái bàn chân của mình, làm những thứ mà hy vọng là tốt hơn trong thời gian sắp tới. Vậy là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, thì hy vọng là khán giả của Vina Showbiz sẽ ủng hộ nữ ca sĩ Khánh Ngọc để có một cái niềm tin sức mạnh nào đó để tiếp tục bước trên cái con đường ca hát của mình. Thì một câu hỏi cuối cùng thôi là không biết là Khánh Ngọc trong tương lai gần đây nhất thì có một cái gì định gì mới cho khán giả biết được không ạ? Sau chuyến đi lưu diễn ở Mỹ 1 tháng thì Khánh Ngọc đầu tháng 9 Khánh Ngọc sẽ trở về Việt Nam và chuẩn bị cho ra của mình là vùng quân bốn, và trong vùng quân bốn này là sẽ thay đổi phong cách của Khánh Ngọc chút xíu. Thì bình thường thì Khánh Ngọc hay hát nhạc lãng mạn chuyện tình nữa hả? Và thì trong vùng sắp tới sẽ có sự thay đổi là sẽ có những cái ca khúc sôi động hơn, yêu đời hơn, yêu hơn là gợi cảm hơn, chứ không có hát trước một chỗ đâu, để diễn nhiều hơn, sexy hơn nữa các bạn. Rất là cảm ơn sự chia sẻ đó của nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Lần cuối cùng thôi, Khánh Duy rất là cảm ơn sự theo dõi của khán giả của Vina Showbiz. Thì Khánh Ngọc có lời chào nào đó với khán giả của Vina Showbiz không? Khánh Ngọc là cũng hy vọng rằng là dù Khánh Ngọc ở Việt Nam hay đến nước Mỹ thì Khánh Ngọc luôn nhận được những tình cảm yêu mến của tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là những quý vị khán giả đang xem chương trình Vina Showbiz. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Xin gặp lại. Cảm ơn.